bằng cách hết sức bí mật, Hun Sen dần manh nha các hoạt động chống lại Khmer Đỏ. Vào năm 1974, Hun Sen đã được đề bạt lên cấp chỉ huy trưởng một tiểu đoàn bộ binh 500 lính. Sau khi bị thương trong một vài trận chống lại lực lượng của Lon Nol, chàng trai 23 tuổi này được chỉ định làm chỉ huy trung đoàn với hơn 2.000 quân. Hun Sen đã dùng lực lượng này làm công cụ để đấu tranh, trước hết là chống lại Lon Nol và sau đó là chống lại Khmer Đỏ. Tại sao Hun Sen và hàng nghìn thanh niên vẫn tiếp tục phục vụ Khmer Đỏ dù họ đã không còn chấp nhận lực lượng này? Vì họ không thể đi đâu. Họ là những con tin của chiến tranh. Hun Sen căm ghét Khmer Đỏ. Suy nghĩ chống Khmer Đỏ của ông đã xuất hiện khi Sihanouk còn cầm quyền. Tôi chỉ huy đơn vị của mình bảo vệ một cù lao ở Kompong Cham. Quân đội của Lon Nol được Mỹ yểm hộ đã pháo kích vào đơn vị của tôi. Nhưng lại làm cho cháy nhà ở trong làng, hết lần này đến lần khác. Những người chỉ huy đơn vị chúng tôi nói là đó là điều tốt chứ sao? Bởi vì đã giải phóng xong thì không có người có nhà to và người có nhà bé. Không có người giàu, không có người nghèo. Câu trả lời đó làm cho tôi nhận thức rằng chính họ đã gây ra những hành động đó. Sáng ngày 16 tháng 4 năm 1975, trước giải phóng một ngày, tôi bị thương hỏng một mắt. Tôi hôn mê đến tận ngày 21-22 tháng 4 mới tỉnh lại. Sau khi điều trị, tôi rất thất vọng, nghĩ rằng cần phải chống lại hành động phản bội của chúng. Hun Sen đã gia nhập du kích còn vì hai lý do. Thứ nhất, làm sao ông có thể đứng yên khi Mỹ đổ quân vào và dội bom xuống Campuchia? Đó là một sự xâm lược của ngoại bang và một đất nước yên bình. Lý do thứ hai, Hun Sen nói là do lời kêu gọi đầy thuyết phục của Sihanouk, một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn quần chúng. Thanh niên lớp lớp lũ lượt gia nhập du kích, đi theo Sihanouk. Hun Sen đã giao số phận mình cho Khmer Đỏ mà không ai biết. Đây là thời điểm cực kỳ khó khăn. Khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4, trước ngày Tết cổ truyền dân tộc Khmer, chúng đã giao cho tôi làm chỉ huy mặt trận tấn công vào Việt Nam dọc biên giới tỉnh Gratie, nhưng tôi không làm. Tôi đưa hết lý do này đến lý do khác để từ chối nhiệm vụ. Tự giết dân mình còn chưa thỏa mãn hay sao, mà lại đi giết cả người dân nước láng giềng, tạm đường rẽ. Tôi nghĩ rằng đã qua khu vực nguy hiểm, anh em đã nhìn thấy vết xe, nhìn thấy những vụ động sau cơn mưa đêm qua. Chúng tôi quyết định dừng lại nấu cháo. Một chiếc cà mèn do ông Nick Huân mang theo được sử dụng để nấu cháo. Tôi ước tính mỗi người được khoảng 5 thìa cháo. Chúng
Khi vào đất Việt Nam, chúng tôi giấu hết vũ khí để phía Việt Nam khỏi hiểu lầm. Đi người không thì an toàn hơn. Khoảng gần 2 giờ chiều, nhìn thấy xóm có dân. Tôi mới nói với họ rằng, chút nữa có thể chúng ta sẽ bị trói. Như vậy thì đi vệ sinh trước đi. Và tôi nói thêm rằng, nếu bị trói thì hãy để cho người ta trói. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nói, sắp tới cái đồng hồ này sẽ không còn. Như bọn Pol Pot, thì hễ thấy cái gì tốt của người khác là chúng không để yên. Mười bốn giờ ngày 21 tháng 6 năm 1977. Họ đã vào đến ấp Hoa Lư, được nhân dân và du kích trong ấp đón tiếp. Người Việt Nam đầu tiên mà Hun Sen gặp trên con đường đất đỏ độc đạo dẫn vào ấp Hoa Lư là ông Tư Hùng, một người dân du kích địa phương. Cái ngày đó là tôi đi làm rẫy á, thấy có năm ông. Như vậy là người mặc lô đen không? Đi ra thì thấy lúc đó người cũng không được bình tĩnh lắm, mà thấy một hơi cũng kèm lại cái cho nó bình tĩnh lại thì mình biết là người Campuchia rồi. Kiểu cách á thì mấy chú thấy rất cũng đàng hoàng. Nói chung không có cái gì là gọi là hùng hổ hổ ăn nói to tát hết, lăng xăng hết hết. Thì mấy ông hỏi là ở đây có bộ đội không? Đó. Thì mình nói là đây có. Nói là đây có bộ đội, vùng bộ đội mà, thì mấy chú cứ yên tâm. Ông ra đây thì bộ đội nhiều lắm rồi, từ từ rồi tôi sẽ kiếm người đưa mấy chú đi gặp bộ đội, mấy ông lớn. Chúng tôi đã sẵn sàng để bị phía Việt Nam trói. Nhưng phía Việt Nam lại không làm gì chúng tôi cả. Chúng tôi lại gặp may mắn. Vì đã gặp những người có lòng nhân ái. Chúng tôi vượt biên trái phép vào một thời điểm mà bọn Pol Pot đã tấn công vào một số vùng trên biên giới. Việt Nam rất khó phân biệt ai là do thám tình báo, ai đi tìm đường cứu nước. Đây là vấn đề thực sự khó khăn. Ông Hùng và hai người du kích dẫn cả nhóm vào ấp Hoa Lư. Những người dân Hoa Lư đã nấu cơm cho họ ăn. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm Hun Sen và đồng đội mới được ăn cơm. Vì ở Campuchia, khẩu phần ăn hàng ngày của họ chỉ là cháo. Bữa cơm đầu tiên thật nghẹn ngào. Tôi còn nhớ, sau đó thì người dân Việt Nam nấu cơm. Xong nấu cơm là loại nồi mười. Họ mời chúng tôi ăn cơm với những món ăn dân dã bình thường của Việt Nam. Đấy là một điều vừa làm mình đau xót, vừa buồn cười. Vì không được ăn cơm đã hơn một năm nay, nên chỉ có 5 người mà ăn hết sạch nồi mười. Chúng tôi ăn đến căng tức bụng. Không những chúng tôi không bị trói, mà trong người có tài sản gì cũng không bị lục soát. Đáng ra Việt Nam có thể lục soát ba lô, thắt lưng, túi quần của chúng tôi để xem có dấu súng, lựu đạn hay không. Nhưng không.
hoàn toàn không. Đó là cử chỉ mà tôi ghi nhận sâu sắc. Sau đó ông và đồng đội được nhân dân và du kích ấp Hoa Lư đưa về làng Chín. Tại đây ông đã gặp Tư Hóa, đại đội phó bộ đội địa phương, tại nhà xã đội ấp Hoa Lư. Tôi đến rồi thì tôi cũng thấy có cái anh đó đeo một cái túi y tá, thì tôi khám ra thì cũng có cái đồ khám bác sĩ, nhưng mà mỗi cái là ngôn ngữ bất đồng, mình không biết tiếng, thành ra cũng khó hỏi, nên mình cũng không có cái gì hành động với người ta đó, tại vì người ta đã có cái da với người Việt Nam mình là tốt rồi, chứ mình đâu phải là phạm hay là gì đâu mà mình ấy người ta được. Nhưng bạn thua được này. Chúng tôi đi từ Hoa Lư đến làng Chín. Khi đó do mệt nên tôi lên cơn sốt. Vì vậy người phụ trách dân quân giúp mang ba lô cho tôi để tôi đi tay không. Còn tôi run vì rét, tôi bị sốt rét. Những người Việt Nam đi cùng với tôi có tấm lòng đầy nhân ái. Thấy tôi sốt, không khỏe người, đã giúp mang ba lô cho tôi. Lúc bây giờ là khoảng vào buổi chiều, khoảng 2-3 giờ chiều. Đó thì là khi đang trực ở đó thì anh em lực lượng với số bà con cò mổ họ có dẫn về 5 người. Dẫn về 5 người vô đó. Và từ tôi làm việc, anh em ở trên Campuchia xuống á, thì nói chung là người nào cũng ốm yếu á, là có thể là đã thiếu ăn nhiều ngày, và cũng có một số là đã từng bị sốt rét, nên người kiểu như là người nó không còn được là bình thường nữa, tức là môi thì cũng thâm rồi, ví dụ mà đó là mày thật lòng luôn á, môi thâm, người họ rất là ốm yếu, họ yếu hẳn luôn á. Họ hỏi đi hỏi lại chúng tôi là các ông sang đây làm gì. Câu trả lời của chúng tôi là sang lánh nạn và nhờ Việt Nam giúp Campuchia. Lúc đó, bọn Pol Pot đang tàn sát nhân dân Campuchia. Chúng hành hạ, đày đọa nhân dân Campuchia và bắt lao động khổ sai. Đến chiều tối, 5 người Campuchia được đi lên một chiếc xe tải GMC, chở đi khỏi ấp Hoa Lư tới huyện Lộc Ninh. Chúng tôi đến một đơn vị quân đội ở Lộc Ninh. Bộ đội Việt Nam lại cho chúng tôi ăn một bữa cơm nữa. Họ xin lỗi vì bữa ăn không có gì ngoài rau muống luộc, chấm nước mắm, có cho ít mì chính. Tôi nói như thế này là đủ lắm rồi. Chúng tôi lại ăn hết một nồi cơm nữa. Thế có lạ không? Chúng tôi đến Lộc Ninh, bộ đội Việt Nam lần lượt gọi từng người chúng tôi lên thẩm vấn. Người được gọi thẩm vấn đầu tiên là Hun Sen, được thẩm vấn từ 6-7 giờ tối đến 2 giờ sáng. Chúng tôi ngồi đợi ông ấy rất lâu và hết sức lo sợ vì ông ấy đi lâu quá. Sau bữa cơm, Hun Sen được tách ra khỏi bốn người kia và lại bị chất vấn. Dù còn có vẻ nghi ngờ, nhưng ông Tư Bình, người cán bộ Việt Nam chất vấn Hun Sen, đã chấp nhận rằng Hun Sen có cấp bậc chỉ huy cao. Đầu tiên nha, hỏi anh chứ anh làm cái gì ở bên đó, chức vụ gì, nhiệm vụ gì, chỉ có hỏi là đầu tiên. Thì Hun Sen nói là tôi là trung đoàn phó của trung đoàn 92. Mới biết được con bản xù thả.
Khi ông hỏi tôi, vậy ông có bao nhiêu quân? Tôi trả lời, sau khi giải phóng Phnom Penh, trung đoàn này có hơn 2.000 người, nhưng khi tôi ra đi, quân số còn 1.776 người do phải điều sang đơn vị khác và bị bắt. Nghe vậy, người thẩm vấn tôi hét lên. Nói láo. Nói láo. Người phiên dịch nói. Anh nói dối. Đơn vị đó có hơn 30 người thôi. Tại sao lại nói đến hàng nghìn người? Khi đó tôi nghĩ rằng người phiên dịch đã dịch sai về quy mô đơn vị. Tôi nhìn lên người thẩm vấn mình và nghĩ ông ấy có thể biết tiếng Pháp. Tôi đã thử hỏi ông ấy, ông có nói được tiếng Pháp không? Ông ấy trả lời, biết chút ít. Nhưng cũng có người ở xung quanh đó biết tiếng Pháp. Tôi bắt đầu giải thích bằng tiếng Pháp. Tôi nói với ông ấy, tôi là chỉ huy trung đoàn. Ông ấy đã bảo người phiên dịch sửa lại từ trung đội thành trung đoàn. Thật may mắn cho tôi. Theo tôi thì Hun Sen này giỏi, ở trung học tiếng Pháp. Hun Sen qua nói chuyện với tôi rất đàng hoàng, nghiêm túc, chứ không có nói ồn ào như đám tay ngang, không phải. Nói tiếng Tây cũng nghiêm túc đàng hoàng. Trong bàn vừa từ lò hoa đỏ, từ lại. Tôi về nơi nghỉ ở phía dưới con đường, còn nơi thẩm vấn ở phía trên một quả đồi. Về đến nơi, tôi thấy hai người nằm trên bàn, hai người nữa nằm dưới đất do không có giường. Họ đang khóc. Nhìn thấy tôi, họ thôi khóc. Sáng ngày 22, họ được đưa về sông Bé bằng một chiếc xe chở củi. Khi đó, phía Việt Nam chỉ muốn biết thông tin tình hình chính trị, quân sự, kinh tế xã hội Campuchia từ cơ sở đến trung ương. Và vấn đề này phù hợp với nguyện vọng của Hun Sen. Ông muốn cho các cấp lãnh đạo Việt Nam biết được những hiểm họa đã và đang diễn ra tại Campuchia, đe dọa tính mạng của từng người dân Campuchia lương thiện và uy hiếp nghiêm trọng đến an ninh, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Vì vậy, Hun Sen rất hứng thú trong việc trả lời các câu hỏi, vì ông chỉ muốn cho các cấp lãnh đạo Việt Nam hiểu đúng về tình hình Campuchia. Và Hun Sen cho rằng, chỉ có Việt Nam mới có thể giúp được người dân Campuchia. Quân khu thì quân chỉ đạo phòng báo là lên tiếp xúc đầu tiên, mang theo kiểu như trang bị của một người lính cho 5 người, gồm quần áo, võng, mền, mùng, đủ 5 người để người ta là người lính chuyển sang thành người lính Việt Nam. Mà vì qua Việt Nam phải mặc đồ Việt Nam, qua tôi cũng nói rõ, họ mặc đồ đen, nói giờ qua đây thì để giữ bí mật thì các anh cái mặc đồ này cho nó tiện đi lại đó, thì họ cười, họ nói được cái trang bị mới thì họ mừng, họ nói như vậy là mình giúp đỡ thật. Những người điều tra liên tục chất vấn Hun Sen hàng loạt câu hỏi.
Tên thật của anh là gì? Anh thuộc trung đoàn Khơ Me Đỏ nào? Nó đồn trú ở đâu? Tại sao anh sang Việt Nam? Có phải anh đang do thám cho Pol Pot hay không? Sau nhiều giờ đồng hồ thăm dò, họ bắt đầu tin Hun Sen không còn trung thành với Khơ Me Đỏ. Việt Nam đã đối xử với người tị nạn và với chúng tôi vô cùng nhân đạo. Dù chưa biết chúng tôi là ai, bạn hay thù, thậm chí người chúng tôi cũng không động đến. Trái lại, chúng tôi còn được cung cấp lương thực. Biết chúng tôi hút thuốc lá, họ đã cung cấp cả thuốc lá cho chúng tôi. Chúng tôi là những người may mắn vì gặp toàn người nhân ái. Một người nước này vượt qua biên giới nước kia, trong khi đang xảy ra xung đột vũ trang do Pol Pot gây ra, nên rất khó phân biệt. Bạn hay thù còn chưa rõ, nhưng phía Việt Nam đã đối xử với chúng tôi như vậy. Điều đó đủ để hiểu rồi. Hun Sen anh thông thạo cái nghị quyết của Trung ương. Anh nói từ đầu tới cuối cho tôi nghe mà. Từ đó tôi mới gửi cái Pol Pot ra. Tôi mới làm việc với ảnh là tôi không kêu bằng anh ba anh hai vậy chứ không ơi. Tôi sinh con ra thì ông ấy đã đi rồi. Ông Hun Sen đi khi Hun Manet mới được 5 tháng trong bụng mẹ. Sinh con được 12 ngày, bọn chúng đã bắt tôi băng rừng đến một nơi khác. Tôi phải đi suốt 2 đêm, 3 ngày. Dưới chế độ diệt chủng, sống được ngày nào là thắng ngày ấy. Khi Samdech đã đi sang Việt Nam, bọn Pol Pot ở phía Tây Nam lại kéo đến đây một lần nữa. Chúng nói, bọn quân khu miền Đông phản bội, rồi tàn sát tất cả. Chúng nói, dân ở quân khu miền Đông chạy sang Việt Nam, nên xua những người đấy đến sông và giết họ. Là Mai Phúc. Mai Phúc, chứ cũng không biết tên anh là Hun Sen đâu. Mãi sau này chúng tôi mới biết anh tên là Hun Sen và mới biết rằng anh ấy là người Campuchia. Nhiều đêm tôi trực ở trên A1 và trực ở bệnh viện, đứng trước cửa phòng của anh ấy, thấy anh ấy đứng và nhìn về hướng Campuchia, nước mắt ròng ròng. Được không chủ? Trước khi tôi gặp tướng Văn Tiến Dũng, Pol Pot đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 17, ngày thành lập Đảng Cộng sản Campuchia. Họ lấy năm 1960 là ngày thành lập Đảng. Vì tôi có đài của ông Núp Thon nên mở nghe được. Tôi nói với tướng Dũng, nếu phía Việt Nam không thể giúp được, xin cho chúng tôi về nước, chết cùng nhân dân của tôi. Cuộc gặp đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp của dân tộc Campuchia. Mặc dù chưa giải quyết được vấn đề gì cụ thể, nhưng Đại tướng Văn Tiến Dũng lúc đó đã nói với Hun Sen những điều chân tình, rằng đồng chí còn trẻ, tương lai còn dài, hãy giữ bí mật, quan tâm theo dõi tình hình và cố gắng học tập. Hãy tin vào tương lai, lời căn dặn và lời chúc mà Đại tướng Văn Tiến Dũng đã mang lại cho ông rất nhiều hy vọng
Vấn đề còn lại là thời gian. Hãy tin tương lai.